Tháng 6 chiều qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết 18 đưa ra kịp thời, được người dân, các chuyên gia vui mừng đón nhận, với kỳ vọng sẽ hạn chế được những bất cập trong chính sách, quản lý đất đai đã tồn tại nhiều năm, không chỉ gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp, người dân, mà trực tiếp chặn đà phát triển của đất nước. Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 18 được rất nhiều người quan tâm chính là các công cụ tài chính về đất đai. 10 năm thực hiện luật đất đai 2013, việc định giá đất theo giá thị trường được quy định trong luật, nhưng hiệu quả thực thi lại hạn chế, đã làm nảy sinh rất nhiều vấn đề như tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân vì giá đền bù không thỏa đáng. Đây là điểm nghẽn lớn khiến tiềm lực đất đai chưa được khơi thông. Vì vậy, Nghị quyết 18 yêu cầu bỏ khung giá đất và tiếp tục hoàn thiện phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Nói chung thì chúng ta phải nâng cấp cái việc định giá đất. Trong đó có việc là cái lực lượng định giá đất ấy, bao gồm các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất, rồi lực lượng các định giá viên là có yêu cầu là chúng ta phải nâng cấp theo chuẩn mực quốc tế, theo thông lệ quốc tế, nói hẳn như vậy trong nghị quyết. Các chuyên gia cũng đánh giá rất cao việc nghị quyết 18 đã định hướng cụ thể, trong đó tăng tính thị trường minh bạch trong quản lý đất đai và lành mạnh hóa thị trường bất động sản như yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu số, công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt. Cái việc mà chúng ta bắt buộc phải giao dịch thông qua sàn, điều này nó sẽ trước hết tránh được những cái rủi ro cho cái người mua và người bán qua những cái trung gian, qua những cái thông tin mà nó không chính thống. Chúng ta cũng sẽ tránh được tình trạng là giao dịch chui, giao dịch ngầm để trốn thuế. Và đặc biệt là khi mà giao dịch không dùng tiền mặt thì chúng ta cũng tránh được những rủi ro trong quá trình trao đổi về hàng hóa, về tiền. Và đặc biệt là chúng ta sẽ chống được cái thuế, trốn thuế, chống cả được cái tham nhũng. Một trong những điểm nhấn về công cụ tài chính đất đai được rất nhiều người quan tâm đó là Nghị quyết 18. Xác định rõ yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, thậm chí sử dụng đất, bỏ đất hoang. Theo nhiều chuyên gia, đánh thuế cao hơn với người sở hữu mảnh đất thứ hai, bất động sản thứ hai trở lên đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện và chứng minh tính hiệu quả đúng đắn. Chúng ta cần phải thay thế cái thuế sử dụng đất bằng thuế bất động sản. Có nghĩa rằng là người nào có nhiều đất, đấy, đứng tên nhiều mảnh đất thì phải chịu nhiều thuế. Thì như vậy nó sẽ khắc phục được phần lớn cái tình trạng là găm đất, gom đất, đầu cơ đất đai, tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo, sau đó là bán lại kiếm lời. Đồng thời cũng khẳng định là nhà nước không đánh thuế vào nhân dân đừng lo, những người ai không đầu cơ thì đừng sợ cái gì cả. Nghị quyết 18 đã đi thẳng vào những vấn đề nóng hiện nay, loại bỏ những hòn đá tảng trong quản lý đất đai. Dự thảo luật đất đai sửa đổi bám sát tinh thần nghị quyết 18 đang được khẩn trương hoàn thiện và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ tư vào tháng 10 tới.